Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động hôm nay, bắt đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng trộm cắp nhiều tiền vàng trên 100 triệu đồng. Nhiều chung cư qua số năm sử dụng, sứ mệnh phục vụ con người của chúng lập tức biến hình, trở thành mối đe dọa với bất cứ sự chủ quan bình chân như vậy, dung dằng muốn tận dụng nào. Kỳ lạ bé gái mới hơn 2 tuổi đọc sách thành thạo biết cả ngoại ngữ đến Indonesia gặp gỡ hai chị em sinh đôi dạy trẻ em nghèo. Kính chào quý vị thính giả, chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi làm Mạnh tiếng Kiều Tiên, chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Tin nóng Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Thanh Giang, sinh năm 1986, ngụ phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, 24 tháng tù, về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng và lời khai bị cáo tại tòa, công an đã thu giữ của Giang một khẩu súng ngắn cùng với 6 viên đạn và 3 cây dao tự chế. Về nguồn gốc khẩu súng và đạn, Giang thừa nhận vào tháng 4 năm 2022, Giang đã nhờ một người đàn ông ở An Giang mua với giá 4,3 triệu đồng mang về nhà cất giấu với mục đích về để phòng thân. Do Giang hành nghề cung cấp và đưa đón tận nơi các nữ tiếp viên đến phục vụ khách tại các quán karaoke và quán nhậu trên địa bàn thành phố Hà Tiên, nên sợ bị va chạm và bị người khác đánh. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, thì khẩu súng mà Giang mua về cất giấu chính là vũ khí quân dụng ngoài lãnh mức án tù 2 năm về tội danh trên, hiện Giang đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tiên khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất cấm và chờ ngày đưa ra xét xử. Tại vùng biển cách phía đông nam công đảo khoảng 150 hải lý, lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu TG94456TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có năm thuyền viên do ông Hà Tuấn Minh, sinh năm 1973, quê tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Ông Minh cho hay tàu đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO được mua từ một tàu không rõ số hiệu nhưng không xuất trình được hóa đơn cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số dầu trên. Lực lượng chức năng của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tàu TG94456TS, đồng thời đưa tàu về cảng của Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá bắt hai đối tượng Cao Văn Thắng, 48 tuổi và Vũ Tiến Hậu, 41 tuổi, cả hai trú tỉnh Đồng Nai về hành vi mua bán trái phép chất cấm tại khu vực cơ sở điều trị methadone cơ sở số 1, phường trảng dài trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh Bắc quả tang thắng và hậu đang bán chất cấm cho một người nghiện tại đoạn đường bên hông cây xăng đức hưng khu vực cơ sở điều trị methadone cơ sở số 1, khu phố 3, phường trảng dài thành phố biên hòa thu giữ 77 gói chất cấm vụ việc đang được công an điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong một vụ triệt xóa chất cấm khác xảy ra tại Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng, đồng loạt triệt xóa 10 điểm bán lẻ chất cấm trên địa bàn, bắt 13 đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Sau một thời gian điều tra xác minh, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 65 cán bộ chiến sĩ với 13 tổ công tác, đồng loạt bắt 13 vụ với 13 đối tượng về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất cấm, qua đó triệt xóa 10 điểm bán lẻ chất cấm trên địa bàn huyện. Tăng vật chuyên án thu giữ gồm hơn 3.500 viên chất cấm tổng hợp, gần 35 gram heroin. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng, trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng đã đột nhập vào một nhà dân trên địa bàn, trộm cắp nhiều tiền vàng trị giá hơn 100 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 19 tháng 3, phát hiện một nhà dân ở thành phố Đà Lạt khóa cửa ngoài, nên Thắng đã đột nhập vào trong lấy trộm một cây vàng, một dây chuyền vàng, hơn 17 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Thắng đem số vàng trộm cắp bán được hơn 83 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng trộm cắp được. Đối tượng đã nạp vào tài khoản để chơi game online. Được biết, Thắng mới đến thành phố Đà Lạt được 2 tuần và có 2 tiền án về tội trộm cắp. Các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng công an các huyện, thành phố đồng loạt kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một số phòng giao dịch của công ty F88 có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng giao dịch của công ty F88 trên địa bàn huyện, số tiền 3 triệu đồng về hành vi lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ. Theo quy định của Bộ Công an, vi phạm tại điểm B khoảng 1 điều 12, Nghị định 144 của Chính phủ, Hiện nay, công an các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đang tập trung hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định đối với những phòng giao dịch của công ty F88 có hành vi vi phạm pháp luật. Tiếng mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, 7 năm tính từ 2016 đến nay, 16 chung cư cấp D tức thuộc dạng nguy hiểm, hư hỏng nặng, nằm rải rác trong nhiều quận của thành phố Hồ Chí Minh đã được cơ quan chức năng nhận biết việc di dời dân cư những chung cư này tới nơi ở mới, bố trí tái định cư, xây dựng lại chung cư cũ đã được tính toán. Dù vậy, con đường từ tính toán tới hành động dường như không bằng phẳng khi tới năm 2023, thành phố chưa xây dựng được chung cư mới thay thế nào. Một trong nhiều chung cư bị chỉ mặt đặt tên là chung cư Tôn Thất Thuyết ở phường 4, quận 4. Hơn 50 năm tồn tại, chung cư này đã được cảnh báo hư hỏng từ vài năm trước và sự cố sập hành lang chung cư mới đây như lời cảnh báo khẩn cấp cho việc di dời. Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch để sớm di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân để việc di dời được tiến hành nhanh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Lúc này đây, rất cần sự chia sẻ đồng thuận của cư dân chung cư tôn thất thuyết thay vì mặc cả với sự an toàn của chính mình và gia đình hình ảnh cũ kỹ xuống cấp nghiêm trọng của chung cư Tôn thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hiện rõ bồng bột từ bên ngoài. Ngay khi bước vào lô xe của chung cư, biển cảnh báo khu vực nguy cơ đổ sập được Ủy ban nhân dân phường dựng lên khắp nơi. Cuộc sống bất an, tính mạng của người dân bị đe dọa bởi nguy cơ chung cư đổ sập bất cứ lúc nào. Thế nhưng với nhiều người dân nơi đây, đây, chưa sập chưa lo, còn bị hư hỏng đâu thì tự sự đó anh Trần Minh Phước sống tại chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh nói: Ở đây là hiện tại nhà người nào đó người đó đã sửa hết trơn rồi. Sửa chỉ có cái phần hành lang đó là thuộc phần quản lý của nhà nước thì nó xuống cấp thì ở nhà đó người ta không có sửa chữa được. Hơn 50 năm tồn tại, chung cư Tôn Thất Thuyết đã bị hư hỏng nặng. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn về việc di dời dân sau sự cố sập đà hành lang tường lan can chung cư vào tháng 2 năm 2023. Ghi nhận cho thấy, hầu hết các hộ dân chưa muốn đi vì đã sinh sống quen nơi này, từ công an việc làm cho đến chuyện học hành. Chưa kể kinh tế đang khó khăn, người dân còn chờ phương án di dời, đền bù, bố trí tạm cư để ổn định cuộc sống sau di dời bà Huỳnh Thị Anh Thư, sống tại chung cư Tôn Thất Thuyết, chia sẻ. Việc thay đổi này phải có cái tiến trình do dân biết là họ sẽ xây dựng ở đây lại như thế nào. Có chủ đầu tư chưa? Nếu có chủ đầu tư rồi thì cho dân cùng thương lượng. Thực tế, cư dân chung cư Tôn Thất Thuyết đều nhận biết sự xuống cấp hư hỏng nặng của công trình. Dù cố bám trụ lại vì cuộc sống gia đình, Xong, nhiều hộ dân cho biết sẽ chấp nhận di dời nhưng phải xem phương án của nhà nước thế nào. Theo đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, những hộ đang ở đây sẽ được bố trí tạm cư tại 130 căn của chung cư số 4 đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh. Chị Lê Thị Phương sống tại chung cư Tôn Thất Thuyết nói: "Bây giờ chỉ nói là tạm cư nhưng mà nếu như đi rồi mà chưa có gặp được chủ đầu tư, chưa được có là người ta gọi là mình trao đổi thỏa đáng về các phần bồi thường mình đang ở quận tư mà nếu tạm cư bên tỉnh thạnh cái thứ nhất là rất là bất tiện về cái việc mà sinh hoạt và mọi người làm ăn kinh doanh ở đây chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng sống tại chung cư Tôn Thất Tuyết cho biết nếu như mà phường hoặc quận có muốn rằng thương lượng nói chuyện đối chất với người dân thì chung cư ba lô sẽ đề cử ra một cái nhóm gọi là đại diện cho những người dân để mà nói chuyện hoặc phân tích tình hình để mà giải quyết tất cả những hợp lý, hợp tình cho người dân. Người dân có lý cho sự chưa đồng thuận di dời vì các phương án đền bù tái định cư. Thế nhưng, tiếp tục kéo dài cuộc sống tại chung cư, chờ đợi những phương án hài lòng nhất, thì cũng chính người dân đang tự trói mình vào sự nguy hiểm của ba lốc chung cư có thể sập đổ bất cứ khi nào. Sự cố sập đà, sập hành lang gần đây chính là báo động đỏ mất an toàn của chung cư Tôn Thất tuyết. Thưa quý vị, một nghịch lý hiện nay là nếu tuổi thọ công trình được định lượng thì cách đánh giá sự an toàn của chúng phần nhiều đo bằng định tính với các nhận xét mang tính chủ quan. Chỉ đến khi có những chỉ báo rõ ràng như sập đà, rung lắc, nứt tường của công trình đang oan mình chống đỡ, mòn mỏi tuổi hưu của nó thì chúng ta mới nghĩ tới bốn chữ quyết liệt di dời. Nhưng mà như thế thì vẫn chỉ là định tính. Trong trường hợp các chỉ báo ấy diễn ra ngay tức khắc, đồng thời với tai họa, thì tư duy bình chân như vậy có lẽ không còn cái giá nào để trả nữa. Do vậy, trên quan điểm tính mạng người dân là trên hết, thiết nghĩ không thể để quy trình thỏa thuận, vận động, thuyết phục trở thành rào cản lớn trong việc sơ tán cư dân khỏi nơi nguy hiểm. Bởi sự an toàn của công trình không phụ thuộc vào thời gian các bên mở hội nghị, ngồi lại với nhau để vận động, riêng về phía cơ quan chức năng để hạn chế tối thiểu sự ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của cư dân phải di dời, nên có tầm nhìn xa hơn và hành động dứt khoát hơn trong việc chuẩn bị những khu vực tái định cư, tạm định cư, sơ cua. Và thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện về nguy cơ sập chung cư, đừng bình chân như vậy, cũng xin tạm dừng tại đây. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây Chuyển Động Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân khu vực ấp 7 xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xôn xao về việc bé Kim Thiên Mỹ, dân tộc Me, ngụ ở ấp 7, biết đọc chữ khi chỉ mới hơn 2 tuổi. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng tìm hiểu về bé gái có khả năng hiếm có này. Một lần tình cờ phát hiện bé đang hát karaoke trong phòng, những dòng chữ nhạc thiếu nhi hiện lên gần như bé đều phát âm đúng. Cả nhà không tin nên mới bắt đầu thử, mang một số tờ tiền ra thì bé nhìn vào và cất giọng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì lúc ấy mới khẳng định là bé đã đọc chữ được. Gia đình còn lấy thêm một số sách giáo khoa để cho bé đọc thì kết quả cũng rất bất ngờ. Theo tìm hiểu trong gia đình, dòng họ bé Mỹ chưa từng có ai giống như Mỹ. Bé Mỹ còn sống chung với cha mẹ và chưa được gửi đi học. Ngày thường em cũng có xem điện thoại thông minh nhưng rất ít. Bé đã phân biệt được màu sắc và đếm được tiếng Anh từ 1 đến 10 bé đếm và nhận dạng được số từ 1 đến 100 và đặc biệt bé đã đọc được gần như các chữ trên mặt giấy, mặt báo. Bé Thiên Mỹ cũng phát triển bình thường như một số trẻ khác. Bé có gương mặt sáng, có mái tóc quăng và rất lành lợi. Hiện tại, bé Thiên Mỹ vẫn còn uống sữa, ngày ba cử, đặc biệt chỉ ăn cơm trắng, không ăn thịt cá, trái cây và uống nước lọc. Một số món ăn như là kẹo, snack, bé ăn rất chọn lọc, không phải đồ ăn nào cũng ăn những đứa trẻ trong xóm tụ tập đi chơi quanh nhà thì bé Thiên Mỹ chỉ đứng sau và quan sát chứ không tăng động như những đứa trẻ khác. Dù giọng nói bé Kim Thiên Mỹ chưa được chuẩn lắm, còn bập bẹ, nhưng qua quá trình thử bé, cho bé tiếp cận với chữ viết con vật thì bé đều phát âm đúng. Dự tính vài tháng tới, gia đình sẽ gọi bé đi học mẫu giáo ở trường gần nhà để bé dạng dĩ hơn, học tập được tốt hơn. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến Hà Nội để khám phá mô hình tiệm sách tự phục vụ vừa ra mắt tại phường Hàng Trống, quận Hoàng Kiếm, khiến cho nhiều người thích thú. Tại đây không có bất kỳ nhân viên bán hàng nào, khách hàng sẽ tự chọn sách, tự tính tiền và tự trả tiền bằng một ứng dụng thông minh. Để được xem là mô hình tiệm sách tự phục vụ đầu tiên của Hà Nội, những người sáng lập tiệm sách muốn mang đến trải nghiệm mới mẻ, khuyến khích tinh thần tự giác và hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ tự phục vụ của khách hàng thường xuyên đưa con đi mua sách vào dịp cuối tuần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chị Đào Phương Linh ở Thanh Xuân Hà Nội cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất khi được cùng con trải nghiệm một không gian mua sắm sách hoàn toàn mới mẻ là tiệm sách Những vì sao chị Đào Phương Linh chia sẻ mô hình sách này nó phù hợp với cả cái độ tuổi trẻ nhỏ mình là người có con nhỏ nên là mình rất thích là cho bé có một cái không gian là sách mà nó chủ yếu là dành cho trẻ nhỏ mình nghĩ chương trình này rất là ý nghĩa thực ra nó rất là chân tình lấy thiết thực bởi vì là rất là nhiều những cái mô hình mà tự thanh toán đã được phát triển ở ở nhiều nước một cách để đề cao cái cái tính cái trung thực của con người. Tiệm sách này nằm trong một không gian nhỏ tại phố Hàng Trống, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Tại đây, khách hàng sẽ phải tự phục vụ hoàn toàn từ việc tự chọn sách, tự tính tiền và trả tiền bằng một ứng dụng thông minh mà không cần bất kỳ một nhân viên bán hàng nào. Tiệm sách có đầy đủ đầu sách phục vụ cho mọi đối tượng, từ trẻ em đến người lớn. Bên cạnh đó, tiệm sách sử dụng nhiều vật liệu trang trí có chất liệu tự nhiên truyền thống như mây tre, thổ cẩm của bà con vùng cao, mang lại không gian đọc sách gần gũi thân thiện cho khách hàng. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, quản lý cửa hàng sách tự phục vụ tại Hà Nội, cho biết. Thì cái ý tưởng này là bọn mình lấy ý tưởng từ nước đất nước Nhật Bản. Thì các bạn biết là Nhật Bản thì họ rất là tự lập, về nói chung là về 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 mọi mặt. Cái hiệu sách của mình thì nó không có nhiều đầu sách như là ở các cửa hàng sách khác thế nhưng mà nó có một cái uh, tiện dụng cho người tiêu dùng mà khác với cả các cửa hàng sách khác là khách hàng đến đây là được tự chọn đồ, tự lựa chọn đồ của mình và sẽ tự do khám phá những cái đồ dùng mà đại loại là mình 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 yêu thích mình chọn và sẽ có trách nhiệm với cái sự lựa chọn của mình và theo sự yêu thích của mình và có cái không gian thoải mái nên các bạn có thể ngồi đọc sách qua một chút để mình có thể lựa chọn được ra quyển sách mà thực sự mình yêu thích. Ngoài mang đến những trải nghiệm thú vị lựa chọn sách, khách hàng còn có thể thưởng trà và chụp ảnh check-in cùng không gian đậm chất vùng cao nơi đây. Tin quốc tế, thưa quý vị, tài không đời tuổi, câu nói này một lần nữa được minh chứng bởi Pranvi Gupta ở Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cô bé 7 tuổi này vừa được tổ chức Guinness Thế Giới chứng nhận là giáo viên dạy yoga trẻ nhất thế giới. Pranvi hiện là học sinh lớp 2 của trường quốc tế Game Wellington. Dubai và cũng là giáo viên yoga được công nhận bởi Liên minh Yoga Mỹ. Cô bé đã theo đuổi bộ môn yoga từ khi 4 tuổi với mong muốn chia sẻ thái độ tích cực với mọi người. Ranvi đã theo học tiến sĩ Vincent, một bậc thầy yoga với hơn 24 năm kinh nghiệm để trở thành giáo viên yoga. Theo Ranvi, hành trình đến với yoga của cô bé không hề dễ dàng. Bên cạnh việc tập luyện, cô bé còn phải đảm bảo thời gian học chính quy ở trường và các hoạt động nghệ thuật hay ngoại khóa khác. Ranvi đã lập kênh YouTube lên Quyết vì để truyền cảm hứng cho trẻ em đam mê yoga. Tại Indonesia, một cặp chị em song sinh đã tổ chức trường học từ thiện nhằm giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, nhiều trẻ em khó khăn, không nơi nương tựa, sẽ có cơ hội được tiếp cận giáo dục, được tham gia học hành và lĩnh hội tri thức. Chị Sri Irian Ninsik và Sri Rajati là hai chị em song sinh. Họ được học sinh phụ huynh và người dân địa phương gọi là bà mẹ sinh đôi ở Bahasa, Indonesia. Trong hơn 40 năm, ba mẹ sinh đôi đã dạy dỗ những đứa trẻ từ 6 đến 17 tuổi, từ những gia đình nghèo khó, sống trong những túp lều tạm bờ dọc bờ sông và bãi rác. Không những vậy, ba mẹ sinh đôi còn nỗ lực để giúp các bạn học sinh của họ có thể kiếm sống sau khi tốt nghiệp. Theo đó, các em sẽ được đào tạo các kỹ năng thực tế từ nấu ăn đến cắm hoa hay những kiến thức nghề khác nhằm đảm bảo họ sẽ không phải quay lại cảnh nghèo đói như trước đây. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tiểu mục cà phê không đường cảnh báo tình trạng đột quỵ xảy ra khi vận động thể thao, một hiểm họa khó lường. Tiểu mục chuyện ngày mới, chuyện về cô giáo khuyết tật gieo mầm tự tế. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vấn đề rất đáng quan tâm về lĩnh vực y tế sức khỏe thưa quý vị trong thời gian qua nhiều trường hợp tập thể dục thể thao nhất là các vận động viên trong lúc đang tập luyện thi đấu bỗng dưng bị tai biến dẫn đến tử vong một cách tức tưởi vậy nguyên nhân tình trạng này do đâu và cách phòng tránh nó như thế nào phóng sự phản ánh ngay sau đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể về vấn đề này Độc quỵ trong vận động là không hiếm gặp trong đó có những trường hợp hoàn toàn khỏe mạnh không có biểu hiện đáng ngờ ông huỳnh dư thảo một nhân viên văn phòng nói hai cả sân này cô đồng nghiệp của chúng tôi hôm trước cũng lăn quay ra rất là sợ thành ra trong chế thao thì phải để tránh những cái tình trạng ra sân trong cái tình trạng suy nhược dù làm việc có sức chẳng hạn thì khi đam mê muốn ra sân mình chơi làm việc có sức hoặc là chế độ dinh dưỡng không đảm bảo đặc biệt là trong điều kiện mà có rượu bia đó nhiều bạn cũng cố tình ra sân chế thao rất là nguy hiểm nguy hiểm cho tính mạng ông lê minh công cũng là nhân viên văn phòng cho biết là năm rồi thì đối với cái tuổi này thì mình có thể mình vận động với cường độ cao như là đá bóng mini hay gì tức là nói chung là mình cũng rất là lo lắng ta đấy nhiều khi thi đấu trong sân với anh em trẻ gì thì mình cũng biết cái phân phối cái sức của mình nhiều khi có những cái trường hợp quá sức mình cũng phải bỏ qua luôn anh Phan Đăng Báo, cựu tuyển thủ Busan Việt Nam cho biết: Một số người khi chơi thể thao mình chưa đủ ý thức, chưa đủ chuyên nghiệp về câu chuyện là khởi động thứ hai là vấn đề dinh dưỡng trước khi mình tham gia các vận động thể thao thứ ba nữa là cái thời gian sinh hoạt nhiều người có thể thức quá khuya làm việc quá sức nhưng vẫn cố gắng để chơi thể thao đột quỵ khi chơi thể thao xảy ra khi vận động không hợp lý và thường là những môn thể thao gắng sức đa số người bị đột quỵ thường mắc bệnh nền mà không biết trước nên khi vận động quá sức thì đột quỵ sẽ xảy ra đó là những bệnh lý về sơ vữa động mạch não, động mạch vành ở tim khi vận động gắn sức, mạch máu co, huyết áp tăng vọt lên, có thể gây ra vỡ mạch máu não hoặc bông những mảnh sơ vữa, hình thành những cục máu đông, gây tắc động mạch vành ở tim, gây đột tử. Trường hợp thứ hai là vận động trong thời điểm không hợp lý. Khi sáng sớm trời đang lạnh, khi vận động quá sức mà không khởi động trước, khiến huyết áp tăng vọt. Mạch máu sẽ khò thắt và dễ xảy ra đột quỵ bác sĩ Tạ Vương Khoa, phó chủ nhiệm khoa nội thần kinh bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Khi vận động gắng sức cảm thấy đau ngực, tức ngực khó thở hoặc là thấy cảm giác như là say sẩm choáng váng thậm chí là ngất thì đó là những dấu hiệu mà phải cảnh báo cho chúng ta nên dừng lại, nên dừng cái 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 cường độ cao lại và cần thấy phải đi tầm soát. Khi nhận biết dấu hiệu độc quỵ, việc sơ cứu ban đầu và ngay lập tức rất quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân. Bác sĩ Tạ Vương Khoa cho biết thêm. Thì đầu tiên á, ta không có cạo gió cắt lễ gì hết, không cho người ta uống, không cho ăn gì trong lúc đó cả. Tại vì có thể là nguy cơ sẽ bị sặc, bị hít sặc, gây viêm phổi, hít thì rất là nguy hiểm. Nếu như bệnh nhân có vấn đề rối loạn về ý thức, người ta không có hoàn toàn tỉnh táo, thì nên cho người ta nằm nghiêng ra. Đặc biệt là những người có phản xạ nôn và cái động tác cuối cùng, cái điều quan trọng nhất, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để mà cứu chữa kịp thời. Các chuyên gia khuyến cáo người chơi thể thao cũng nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên, phải chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện. Cùng với đó phải luôn khởi động thật kỹ trước khi chơi thể thao và phải dừng lại ngay khi có dấu hiệu bất thường. Tin nóng. Sau đây là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong trong quán karaoke. Nạn nhân là TNL, tên viết tắt, 25 tuổi, ngụ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 3, anh Long cùng một người bạn đến quán karaoke ở xã Thống Nhất để sửa điện. Tại đây, hệ thống điện của quán karaoke bị chập, khiến anh này bị cho là bị điện giật, rơi từ tầng Trần La Phong xuống đất nằm bất động. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc nam bảo vệ tử vong trong phòng trực của công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nam bảo vệ về nhà xác để tiếp tục điều tra. Thông tin ban đầu, đồng nghiệp đến công ty trên đường số 6, khu công nghiệp Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, để thay ca cho ông VH, tên độc tắc, 69 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, khi vào bên trong phòng trực, nhân chứng phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo lên công ty và cơ quan công an địa phương. Thông tin về cháy nổ, một vụ cháy đã xảy ra tại kho xưởng chứa bao bố tư nhân tại huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước. Trước đó, một số người dân sống gần khu vực kho chứa bao bố do ông Huỳnh Trần Quang làm chủ, bất ngờ phát hiện lửa cháy từ phía ngoài kho xưởng, sau đó lan nhanh bao trùm kho chứa. Sau gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng phòng cháy đã khống chế và dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy cũng đã thiêu rụi hơn 150 m2 diện tích nhà tiền chế chứa bao bố, thiêu rụi một xe tải và một số tài sản trong kho, ước tính thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một vụ cháy khác xảy ra tại bãi đất trống trong khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đám cháy uy hiếp đường điện cao thế cùng khu nhà trọ của người dân trong khu vực thông tin ban đầu người dân phát hiện cháy tại bãi đất trống rộng hàng nghìn mét vuông với cây cối cỏ dại mọc um tùm cộng thời tiết hành khô khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng uy hiếp đường dây điện cao thế phía trên và hàng chục căn phòng trong dải nhà trọ của người dân phát hiện cháy, người trong khu trọ hốt hoảng kéo vòi nước máy phun nước dập lửa. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân đã có mặt để dập lửa, chống cháy lan. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Một cán bộ địa phương có mặt tại hiện trường cho biết có thể do người dân bất cẩn đốt rác dẫn đến hỏa hoạn. Tiểu mục chuyện ngày mới. Kính thưa quý vị, dù không may mất đi một chân do tai nạn giao thông, nhưng một cô giáo ở Đồng Tháp vẫn nghị lực vượt lên nghịch cảnh để sống tốt hơn. Không những vậy, cô còn cống hiến hết mình với các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm qua. Vậy cô giáo ấy là ai, động lực nào giúp cô có thể làm được điều đó? Hãy cùng tìm hiểu trong tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay quý vị nhé. Đầu năm 2019 trong một lần đi vận động học sinh đến trường cô giáo nguyễn thị minh tâm hiện là giáo viên dạy toán trường trung học phổ thông thiên hộ vương tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp không may bị tai nạn giao thông vụ tai nạn khiến cô mất đi một chân vĩnh viễn từ một cô gái bình thường lành lặn bỗng trở thành một người khuyết tật cô tâm trở nên suy sụp tự ti và mất hết năng lượng sống cô nguyễn thị minh tâm chủ nhiệm nhóm thiện nguyện nhất tâm tỉnh đồng tháp chia sẻ tôi tự ti mà cảm và tôi cũng e ngại tiếp xúc với người khác. Ngoài ra có một cái suy nghĩ nữa tôi nghĩ là tôi là người bất hạnh. Tại vì xung quanh mình đa phần là người là lặng, có mình là người khuyết tật, thì tôi cảm thấy mình buồn buồn cho cái số phận mình nhiều và cũng có nhiều đêm tôi khóc một mình nữa. Sau một khoảng thời gian nhờ sự động viên, quan tâm, chăm sóc của mẹ cùng người thân, đồng nghiệp đã giúp cô Tâm có thêm nghị lực vượt lên biến cố cuộc đời. Cô lạc quan bước tiếp. Bên cạnh công việc giảng dạy, cô còn làm nhiều việc thiện nguyện ý nghĩa. Năm 2015, cô Tâm thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ. Đến nay, nhóm có 23 thành viên, chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên. Ngoài nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các thành viên trong câu lạc bộ còn bán hoa hồng, sữa bắp để gây quỹ hay tự đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động nhân đạo. Anh Thạch Ngọc Hải, thành viên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, tỉnh Đồng Tháp, nói. Tôi tham gia nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm vào năm 2021 và khi mà tham gia những hoạt động của nhóm thì tôi nhận được cái sự niềm vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Lê Thị Thúy Ngọc, thành viên nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm tỉnh Đồng Tháp chia sẻ tôi tham gia được rất là nhiều các hoạt động thăm các hoàn cảnh khó khăn người khuyết tật người người neo đơn sau mỗi cái lần tham gia các hoạt động đó đó thì tôi thấy cái tinh thần mình cảm thấy thoải mái hơn và mình cảm thấy là rất là vui khi giúp đỡ được rất là nhiều người dù đi lại khó khăn nhưng hay tin nơi nào có người bị tai nạn là cô tâm lại cất công tìm đến nơi an ủi động viên và hỗ trợ tiền và quà như trường hợp của anh Hà Phước Hòa, ngụ tại thành phố Cao Lãnh, bị tai nạn cụt mất hai chân, làm cảnh túng quẩn bởi anh là lao động chính trong gia đình. Trước cú sốc quá lớn, anh luôn suy nghĩ tiêu cực, biết tin cô Tâm đã tìm đến nhà, trò chuyện, động viên, giúp anh lấy lại tinh thần. Anh Hà Phước Hòa, tại xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ. Lúc mà bị tai nạn mất chân rồi, 1-2 năm đầu nó nó bỡ ngỡ nó, nó không muốn làm gì hết sao nhờ ai giới thiệu cho cô giáo thăm á cổ vô cô thăm thấy vậy cổ động viên thì thấy vậy cũng tinh thần mới được thoải mái lại chút bắt đầu mới đi ra đường từ cấp đi ra đường được thấy còn mình còn làm được chuyện này chuyện kia để kiếm tiền nên mới cố gắng làm cái nghề cũ là sửa xe với sửa điện không dừng lại ở đó, cô Tâm cùng nhóm thiện nguyện nhất tâm còn có thêm các hoạt động khác giúp đỡ nhiều đối tượng trong xã hội như người già neo đơn, kêu gọi giúp đỡ các bệnh nhân hiểm nghèo, hỗ trợ hàng tháng cho trẻ em khó khăn mồ côi, trao học bổng, bảo hiểm y tế đến học sinh và hỗ trợ giáo viên về hưu khó khăn. Bà Võ Thị Bé Tám tại phường 4 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp nói: Trong những năm vừa qua thì đồng phường rất là cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của nhóm thiện nguyện Đức Tâm cũng như là cá nhân của chị Tâm đối với đơn vị phường 6 đối với các hoàn cảnh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt giống như là cụ già neo đơn hoặc là các e trẻ em nhỏ mồ côi. Chị Đoàn Thị Tiểu My, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 6 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp cho biết cái qua cái quá trình mà tôi hoạt động thiện nguyện đến thời điểm hiện tại tôi thấy rằng nhìn thấy cái gọi là cái hoàn ảnh hoặc cái đối tượng mình đang hỗ trợ họ vui họ hạnh phúc thì cái đó chính là niềm hạnh phúc của tôi với những cống hiến thầm lặng của mình trong hoạt động thiện nguyện, cô Tâm đã nhiều lần được biểu dương, ghi nhận tấm lòng cao đẹp của mình, trở thành tấm gương tiêu biểu về nghị lực sống và cống hiến cho cộng đồng. Cứ như vậy, suốt 13 năm qua, trên hành trình thiện nguyện của mình, cô Nguyễn Thị Minh Tâm và nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã trao đi vô vàng những giá trị yêu thương, giúp đỡ hàng trăm bảnh đời không may bị tai nạn, hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và câu chuyện đầy nghị lực nhân văn và truyền cảm hứng của cô giáo nguyễn thị minh tâm cũng đã khép lại chương trình hôm nay một lần nữa kiều tiên và mạnh tiến xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại